Và bây giờ là bản tin của tờ Người Đô Thị.net. Vì sao hàng loạt cây cổ thụ nhiều con đường trung tâm thành phố Hồ Chí Minh bị đốn hạ? Nhóm bảo vệ di sản ngày 27 tháng 11 đã gửi thư đề nghị cung cấp thông tin về việc chặt cây xanh tới lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng. Đây là những cây quý không chỉ bởi độ cao lớn mà còn giá trị ở chỗ nó đã làm nên hồn của đô thị từ những ngày đầu tiên. Hình ảnh những cây dầu cổ thụ bị cắt ngọn, cưa thành từng khúc trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm vào ngày 26 tháng 11 đã nhanh chóng được nhiều người đăng tải lên mạng xã hội với nhiều dòng chia sẻ sự tiếc nuối xót xa. Giới chuyên môn hữu quan cũng không đứng ngoài cuộc khi đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến việc đốn hạ hàng loạt cây cổ thụ diễn ra trong những ngày vừa qua. Trong đó, nhóm SHV Safe Heritage Việt Nam, nhóm bảo vệ di sản, gồm các thành viên là những người thuộc chuyên ngành quy hoạch kiến trúc bảo tồn di sản, yêu quý và luôn có các hoạt động giữ gìn di sản, giữ gìn mảng xanh đô thị, đã có thư đề nghị cung cấp thông tin gửi lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Công viên Cây Xanh, Sở Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh về việc chặt cây trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và nhiều con đường trung tâm thành phố. Xác nhận với phóng viên của báo Người Đô Thị, đại diện nhóm bảo vệ di sản cho biết đã gửi thư đề nghị cung cấp thông tin về việc chặt cây xanh tới lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan nêu trên. Theo vị này, lý do gửi thư tới lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh là trong mấy tuần nay, trên địa bàn quận nhất, quận 3 đang cho chặt hạ trên diện rộng các cây xanh đô thị là những cây lâu năm đang cho bóng mát và đặc biệt là những hàng cây gắn liền với thành phố này, với con người Sài Gòn. Theo đại diện của nhóm bảo vệ di sản thì các hàng cây dầu được trồng từ thời Pháp trên đường Nguyễn Bỉnh Kim và đường Pasteur và đường Trần Quốc Thảo tuy có tuổi đời gần trăm năm nhưng là loài cây được cho là rất kiên cường, sống khỏe và ổn định lâu năm. Những thân cây còn nguyên nhựa sống không hề có dấu hiệu, dấu vết của sự mục ruộng. Để cây có một tán cây cao như những cây dầu ở trung tâm thành phố hiện nay, chúng ta phải mất rất nhiều thời gian. Đây là những cây quý không chỉ bởi độ lớn của nó, nó có giá trị vì nó làm nên hồn của đô thị từ những ngày đầu. Trong khi có bao nhiêu cuộc hội thảo đô thị xanh, phát triển bền vững được diễn ra trong thành phố với những cam kết làm xanh hóa thành phố, giữ gìn mảng xanh cho đô thị thì trên thực tế, các cây xanh vẫn đang bị đốn hạ hàng ngày. Đại diện của nhóm bảo vệ di sản nêu thực trạng, đồng thời chia sẻ thêm với phóng viên qua thư đề nghị cung cấp thông tin, nhóm những người thuộc chuyên ngành quy hoạch, kiến trúc, bảo tồn di sản, yêu quý và luôn có các hoạt động giữ gìn di sản, giữ gìn mảng xanh đô thị này đặt ra một số câu hỏi cho cơ quan hữu quan nêu trên. Về lý do chặt cây, kế hoạch tiếp theo sẽ còn chặt bao nhiêu cây? Có kế hoạch trồng lại cây vào vị trí đã chặt hay không? Chủng loại cây và kế hoạch trồng hoàn trả như thế nào? khối lượng gỗ từ số cây bị đốn hạ sẽ được xử lý như thế nào, theo văn bản hướng dẫn của ai, vân vân. Thưa quý vị, trong khi đó, có lẽ nhà báo Phạm Minh Vũ đã tìm được câu trả lời qua bài viết của anh. Trên hình là công viên Bến Bạch Đằng có 178 cây cổ thụ gần cả trăm năm nay đứng sừng sững chứng kiến bao thăng trầm của lịch sử Sài Gòn. Để chỉnh trang công viên Bến Bạch Đằng như trong hình này, người ta đã chặt hạ toàn bộ 178 cây xanh để trồng lên đó mấy vạt cỏ, nhìn nó nhếch nhác, nó bầy hầy, nó kịch cỡm như cuốn lý luận đảng, nó tởm như những phát ngôn nổ vang trời của cán bộ lãnh đạo xứ ta. Đầu đớn hơn, mấy vạt cỏ đó là cả một dự án 65 tỷ đồng để gọi là chỉnh trang. Tôi không hiểu đầu óc của những người quyết định chặt hạ hàng trăm cây cổ thụ để trồng vài ba vạt cỏ lên nó là có vấn đề về thần kinh hay không. Mà chắc là không. Chặt cây về đó sẽ đưa vào nhà quan chức hóa thành những cái bộ bàn ghế khảm lên đó phượng múa rồng bay sau lại là thần kinh chưa hết với kiểu dự án chỉnh trang đô thị thì mỗi năm xin hàng chục tỷ để mà bôi trét lên đó mấy vạt cỏ thì cũng đút túi bộn tiền đủ để mà mua quốc tịch trời tây cây xanh có lợi ích gì ta không cần phải nói thêm nữa vì bài học môn sinh học lớp 6 đã nói rõ rồi ngoài về những lợi ích môi trường nó còn là yếu tố đầu tiên tạo nên mỹ quan đô thị góp phần làm giảm nền nhiệt trong cơn lốc bê tông hóa như vũ bão cũng như lọc không khí. Ai đó sẽ hỏi tại sao người Cộng sản lại thích chặt cây, nhẫn tâm đốn sạch cả rừng nguyên sinh để bê vào những cái khối bê tông nhìn phản cảm và phản khoa học, ngay cả đô thị có hơn chục triệu dân như Sài Gòn, thay vì trồng thêm mà lại phải chặt bớt đi. Chặt đi vì vừa có gỗ quý giá trị cao, lại lấy đi đất phân lô, này, một khu rừng hay quả đồi phân lô bán giá hàng ngàn tỷ thì tại sao lại không chặt chứ? Lại như công viên cần phải chặt để hàng năm mới có cơ sở viết dự án xin ngân sách chứ. Tiền nhiều để làm gì? Ngân khố toàn xương máu mồ hôi của dân chứ của quan đâu mà dạy gì không hạ chặt mà làm dự án này dự án kia chứ. Sẽ có người lại hỏi, chặt thì có tiền đó nhưng môi trường bẩn không khí ô nhiễm nhất thế giới như Hà Nội, Sài Gòn thì ngồi trên đống tiền có sống lâu được không? Hôm qua, truyền hình Việt Nam phải cắt sóng trực tiếp tới 10 phút ở trận bóng đá giữa Việt Nam và Úc trong trận thứ hai của vòng loại thứ ba World Cup 2022 để xử lý tình huống an ninh quốc gia. Sau đó mới biết là cộng đồng người Việt Nam đem lá cờ vàng tới ủng hộ đội tuyển Úc làm cho Đại sứ quán Việt Nam nổi khùng, điên, tác động đến cảnh sát Úc thu lá cờ vàng cái clip được quay lên mạng và phát tán bởi những người mặc áo cờ đỏ ngay lập tức bò đỏ trong nước khí hửng và chế nhạo vì hành động thu cờ vàng của cảnh sát úc cái clip được quay bởi iphone 13 pro max những người mặc áo đỏ sao vàng và nhóm người việt này đa số đến từ miền bắc việt nam họ có cả cộng đồng tại úc và nhiều nơi trên thế giới họ là ai có một chị làm môi giới một công ty bất động sản tại úc thường gọi cho tôi vì chị ta đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Chị ta thường kể cho tôi nghe chị ta vừa bán hàng cho khách mà là người Việt. Vị khách này tới nhờ nhà, chị tư vấn mua nhà. Điều ngạc nhiên là vị khách này chẳng bao giờ lăn tăng số tiền miếng đất sắp mua. Mỗi ngôi nhà lên tới hàng triệu đô mà họ không bao giờ mặc cả dù chỉ một đồng. Họ không mua một mà là cả chục căn ở Melbourne một lần. Sau này mới biết những căn nhà hàng triệu đô đó là con cháu của những quan chức Việt Nam đứng tên mua để cho quan chức chuẩn bị về hưu ở đó chăng? Không chỉ ở Úc mọc lên những khu người Việt đỏ như thế đâu, mà ở Houston, Texas, Mỹ hay châu Âu cũng khá nhiều. Họ mua cả dãy nhà ở, ở bãi biển hoặc là khu đắc địa, đắc đỏ nhất tại đó. Điểm chung là người Mỹ, người Úc, họ sinh ra và lớn lên tại đó mà chưa bao giờ dám sở hữu những căn nhà như thế ở vùng ven biển. Vậy mà đùng một cái mọc lên hàng khu nhà như vậy do người Việt sở hữu. Đó là một điều khủng khiếp vậy thì quá rõ để ta có thể nói rằng môi trường bẩn hay ô nhiễm chẳng ảnh hưởng gì tới quan chức khi trong tay họ có cả núi tiền vì vơ vét tham nhũng đục khoét ngân sách vì họ vơ vét xong thì sẽ tháo chạy qua xứ tư bản cả rồi vì tiền tham ô mới có lắm tài sản sở hữu những khu đắt đỏ như thế chứ tài sản quốc gia đã đang và sẽ chạy ra nước ngoài theo cái kiểu như vậy đó thưa quý vị những du học sinh việt nam ra ngoại quốc họ trốn ở lại và làm ăn những đợt di dân của gia đình con cháu các quan tham các đại gia tậu nhà cửa xe hơi đầu tư làm ăn buôn bán nguồn lực của quốc gia và của cả xã hội đều mặc nhiên chạy vào túi một số người gọi là đảng viên quan chức đó là nguyên nhân vì sao dân nước ta mãi nghèo tôi đang suy nghĩ nhân dân ta bán mặt cho đất bán lưng cho trời dân ta đi làm thuê làm mướn bao tuổi nhục ở nhật ở hàn quốc cuối cùng để đảng xây thiên đường cho ai chắc chắn là không phải cho dân đen rồi